Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 71, hung bạo. Triệu Hướng Hải chẳng chút phòng bị mà bị Diệp Đình đấm cho một quyền. Anh loạn choạng lui về phía sau hai bước, suýt nữa không đứng vững. Cặp kính gọng vàng trên mũi bị cú đấm mạnh của Diệp Đình mà bay ra văng trên mặt đất. Triệu Hướng Hải nâng mắt nhìn, trong mắt bốc lên lửa giận. Toàn thân Diệp Đình mang theo khí thế không nể nang ai. Gót chân Triệu Hướng Hải mới vừa đứng vững, hắn đã liền đấm thẳng thêm một đấm nữa. Triệu Hướng Hải vốn là một người nhã nhặn, đối diện với nắm đấm liên tiếp của Diệp Đình, anh dùng cánh tay chống đỡ lại mấy cái, nhưng không biết dưới chân lại vấp phải cái gì khiến cả người anh ngã ngửa ra trên mặt đất. Diệp Đình nắm chặt lấy cổ áo của Triệu Hướng Hải, hai mắt hắn đỏ trông như một con thú dữ bị chọc giận, sát khí đầy người. Triệu Hướng Hải có một loại cảm giác, trong nháy mắt đó, Diệp Đình có lẽ đã thực sự động sát ý. Con người mãnh liệt tàn bạo kia dường như đã mất hoàn toàn khống chế vì Dương Gia Lập chạy trốn. Giọng Diệp Đình nghẹn ngào, lạnh lùng đến thấu xương. Từng từ rơi vào lồng ngực khiến người ta kinh sợ. Mày thả em ấy đi rồi. Triệu Hướng Hải nhìn thẳng vào hai mắt của Diệp Đình, cong cong khóe môi. Nơi này của tôi không có người mà anh cần tìm. Diệp Tổng, anh cũng đã lục soát phòng làm việc của tôi rồi, sao còn vu khống người ta vậy? Diệp Đình gật gật đầu, siết chặt xương ngón tay kêu răng rắc. Triệu Hướng Hải, mày muốn tìm chết? Triệu Hướng Hải ra vẻ ung dung, mỉm cười. Bây giờ là xã hội pháp trị. Sao hả? Diệp Tổng muốn lấy thân thử nghiệm sao? Diệp Đình hiếp mắt, còn chưa mở miệng nói. Triệu Hướng Hải dường như đã nhân kịp lúc Diệp Đình lơ là, bất chợt nắm chặt tay đấm trả vào sườn mặt của Diệp Đình. Cả hai ông chủ lớn đều được coi như là có máu mặt lại túm nhau đánh đấm. Đám vệ sĩ đứng đực ở xung quanh, nhìn thấy cảnh ông chủ nhà mình đánh nhau với Triệu Hướng Hải, nhất thời đều trợn tròn con mắt. Thật lâu sau, bọn họ mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng mà xông lên kéo bọn họ ra. Triệu Hướng Hải lau khóe miệng tanh ngọt, ấn nút gọi nội bộ, lạnh lùng nói. Kêu phòng bảo vệ lên đây. Diệp Đình tháo cà vạt ra, ném vào tay vệ sĩ. Người của phòng bảo vệ ở dưới lầu rất nhanh đã chạy lên tới đây, vây ở xung quanh Triệu Hướng Hải. Một bầu không khí dương cung bạc kiếm bao trùm lấy phòng làm việc. Trưởng phòng bảo vệ tự biết mình thất trách, không ngừng liên tục đưa nước ấm cùng khăn giấy cho Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải cầm lấy khăn giấy lau lau khóe miệng. Khó trách Dương Gia Lập một lòng muốn thoát khỏi anh. Khóe mắt Triệu Hướng Hải khiêu khích, cười lạnh. Đúng là một con chó điên, chỉ biết há miệng cắn người. Diệp Đình mở rộng cổ áo, trên mặt cũng có dấu vết bị thương do Triệu Hướng Hải đấm. Mặc dù vậy, ánh mắt hắn vẫn âm u lạnh lẽo tựa hồ băng, vẻ mặt hung thần khiến cho người ta sợ hãi. Triệu Hướng Hải, nếu tao không để mặt Tiêu Giả, nổi cái chuyện hôm nay mày để cho người của tao chạy trốn, là cũng đủ để cho tao giết chết mày. Hiện giờ Triệu Hướng Hải vừa nghe đến hai chữ Tiêu Giả này liền thấy phiền muộn ở trong lòng, giọng điệu càng kém đi. Anh thử xem. Diệp Đình đột nhiên chớp mắt một cái, hai tay nắm hạ xuống, chậm chậm siết chặt lại, xương cốt vang lên răng rắc. Một đám vệ sĩ và bảo vệ ở hai phía đều im lặng nín thở, tất cả đều cảm thấy ngột ngạt khi phải chứng kiến màn đối đầu gay gắt giữa hai kẻ được gọi là ông chủ lớn. May mà lần này Diệp Đình không nói gì nữa. Hắn chỉ phất tay, ý bảo vệ sĩ không cần theo sát bên, có thể xuống lầu được rồi. Khi vừa mới đi đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, trên mặt không có chút cảm xúc mà nói. Triệu Hướng Hải, chuyện mày làm mày hãy nhớ cho thật kỹ càng. Dám cướp cục cưng từ trên tay tao đi, mày nên chuẩn bị tâm lý đi. Nói xong Diệp Đình xoay đầu, nhanh chóng rời đi. Triệu Hướng Hải chống lấy bàn làm việc, sau một lúc lâu chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở bên ngoài, dường như còn vang lên tiếng nói ngu ngơ của trợ lý Vương. Là mấy người, còn dám trở lại? Mấy người đền tiền cà phê cho tôi. Cậu, cậu nữa, chạy cái gì mà chạy, mau móc úp tiền ra đây. Triệu Hướng Hải phất tay một cái bảo phòng bảo vệ lui ra. Anh đứng một mình trong văn phòng, rất lâu sau đó mới bình tĩnh lại từ trong cục diện hỗn loạn của hôm nay. Triệu Hướng Hải nhặt cặp mắt kính rộng vàng từ dưới đất lên, lau lau lớp bụi phía trên, sau đó lại mang lên. Cơn bão táp ngắn ngủi qua đi, ánh mắt phía sau lăng kính kia lại trở về điềm tĩnh cùng lý trí. Câu nói của Diệp Đình trước lúc rời đi thực sự khiến cho người ta không rét mà run. Chỉ có điều, Diệp Đình có kế trương lương của hắn, thì anh cũng có thang qua tường của anh. Giải thích một chút,
Đây là lấy ý từ câu hắn có kế trương lương, ta có thang qua tường. Ý nghĩa đại khái là ngươi có mưu kế lợi hại thì ta cũng có phương án để ứng đối. Trương lương kế ở đây chỉ những mưu kế của Trương Lương, một mưu sĩ nổi tiếng của thời Hán Cao Tổ Lưu Bang. Cho dù Diệp Đình có tàn bạo, nhưng cắn động được đến khối xương cứng của anh hay không còn chưa nói được đâu. Triệu Hướng Hải nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía hướng của Dương Gia Lập rời đi, khóe môi bất giác cong lên một cái. Xe qua quốc lộ, một đường vững vàng. Trên đường đi, Dương Gia Lập lúc tỉnh lúc ngủ mấy lần, cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn thấy ngoài trời giăng đầy sương mù, làn mây xám cuối chân trời đè xuống tầng ánh sáng le loái, dường như trời đã sắp bình minh. Cậu nuốt xuống một cái cổ họng khô khốc, hỏi người tài xế còn đang ngồi lái xe ở phía trước. Chú ơi, đã đến nơi chưa? Tài xế đáp lời cậu. Gần đến rồi. Dương Gia Lập nói tiếng cảm ơn, lau mặt cho tỉnh táo một chút, đưa tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Xe đi qua quảng trường, chạy hết dọc con đường nhỏ, các công trình xây dựng và dân cư ở phía bên ngoài cửa xe dần thưa thớt đi. Khoảng 8 giờ, xe dừng lại ở chỗ mấy tòa nhà tráng lệ, tài xế tắt xe. Đến rồi. Dương Gia Lập bước xuống xe. Cách đó không xa có một phiến đá lớn khắc 6 chữ bằng sơn đỏ, Tân Viên Hưu Nhàn Sơn Trang. Cậu còn chưa kịp rõ đây là nơi nào, đã nhìn thấy ở cách đó không xa có một nam nhân đang chạy về phía cậu, vừa chạy vừa kêu lên hăng hái. Tiểu Dương, bên này, lại đây, lại đây. Hết chương 71.